công ty cổ phần tập đoàn Invest được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2022, tọa lạc tại khu công nghiệp Ngọc Lịch, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nhà máy sản xuất thuốc thú y, thủy sản của tập đoàn Invest là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bào chế. Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong việc nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, tập đoàn Invest đã đầu tư xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành sản xuất thuốc tốt với toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện đại, hệ thống kho đạt chuẩn GSP, thực hành tốt bảo quản thuốc, hệ thống phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP, thực hành kiểm nghiệm tốt. Ngoài ra, tất cả quá trình sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo hệ thống khép kín nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Nhà máy có công suất 1.200 tấn một năm với 11 dây chuyền sản xuất, máy móc hiện đại, cung cấp những sản phẩm tốt nhất ra thị trường, đảm bảo nguồn cung thuốc thú y nội địa, tránh phụ thuộc vào nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu cùng dây chuyền công nghệ kỹ thuật cao mang tới sản phẩm thuốc thú y, thuốc thủy sản chất lượng, hiệu quả và an toàn. Tiền thân là công ty dinh dưỡng thú y Hà Giang, trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Invest cùng các công ty thành viên đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người chăn nuôi. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại khắp các tỉnh thành Việt Nam thông qua hơn 500 đại lý và nhà phân phối. Bên cạnh yếu tố công nghệ, điều làm nên thành công của Invest là yếu tố con người. Công ty đã tuyển dụng được những nhân sự có chuyên môn và chất lượng cao. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ban lãnh đạo công ty luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động, tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết. Tập đoàn Invest kết hợp cùng các đơn vị xét nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác gây bệnh, từ đó đưa ra những biện pháp phòng bệnh và điều trị kịp thời, giúp người nông dân tăng năng suất và chất lượng của vật nuôi. Tập đoàn Invest tích cực đẩy mạnh tiếp xúc khách hàng, tổ chức các hội nghị, hội thảo kỹ thuật, giúp tháo gỡ những vấn đề mà người chăn nuôi đang gặp phải, đồng thời cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho người chăn nuôi và kết nối thương mại cùng các nhà phân phối. Bên cạnh đó, tập đoàn Invest luôn tự hào đồng hành cùng các địa phương trong phát triển nền nông nghiệp vững mạnh, giúp cải thiện chất lượng chăn nuôi, trang bị kiến thức và kỹ thuật cũng như các sản phẩm có giá trị cao cho người chăn nuôi trên cả nước. Tập đoàn Invest hân hạnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao. Chúng tôi được sự tin tưởng của truyền thông, giúp khẳng định chất lượng và giá trị mà Invest mang tới cho người chăn nuôi. Đến với Invest, khách hàng có thể đặt hàng gia công riêng các sản phẩm thuốc thú y, thuốc thủy sản mang thương hiệu cá nhân, đồng thời giảm chi phí đầu tư, mở ra các cơ hội kết nối, hợp tác thương mại. Bên cạnh đó, các sản phẩm của tập đoàn thông qua các thương hiệu BioVet, thương hiệu SmartVet và thương hiệu BioAqua đã tới tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất. Khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm mang thương hiệu này tại các nhà phân phối, đại lý thuốc thú y trên cả nước. Đội ngũ chuyên gia từ tập đoàn Invest mang tới cho người chăn nuôi những kinh nghiệm kỹ thuật, bí quyết chăn nuôi, phác đồ phòng và điều trị, dịch vụ chẩn đoán và xét nghiệm. Chúng tôi luôn đồng hành cùng người chăn nuôi để có những biện pháp xử lý bệnh dịch hiệu quả và an toàn nhất. Tập đoàn Invest luôn đẩy mạnh hợp tác, ngoại giao và kết nối. Các đối tác luôn hài lòng với chúng tôi nhờ sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc. Hàng năm, công ty luôn tổ chức, tham gia tiếp xúc với các viện, trường đại học về nông nghiệp như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông lâm Thái Nguyên để chia sẻ kiến thức, đồng hành cùng các bạn sinh viên và chào đón nhân tài. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn Invest cùng các công ty thành viên đã nhận được sự tin yêu của người chăn nuôi trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Các đại lý, nhà phân phối, nhà gia công đã đặt niềm tin vào sản phẩm và dịch vụ mà Invest mang đến. Trong tương lai, tập đoàn sẽ đảm bảo cung cấp thuốc thú y, thuốc thủy sản cho thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. Tập đoàn Invest luôn mang tới khách hàng những sản phẩm thuốc thú y, thuốc thủy sản chất lượng cao. Tất cả đã tạo nên một Invest kết nối để thành công.